con phải nỗ lực siêng năng, vì mấy con bỏ hết công sức, dù mấy con tuổi lớn tuổi tuổi già, mấy con cũng về đến tu tập, thì mấy con biết rằng những cái thời gian các con cơ thể con yếu đuối, sức khỏe các con gầy ốm, nhưng mà vẫn cái tinh thần vẫn lớn, vẫn đi tìm cái sự giải thoát. Lẽ ra trong cái giờ phút này các con tuổi già, mấy con sẽ ở nhà nghỉ ngơi, con cháu cung phụng mấy con khỏe hơn, nhưng mà mấy con không có dừng bước, không có dừng bước. Ngày xưa có một vị, có một nhà bạn học, họ già rồi mà họ vẫn học sinh ngữ mấy con, rồi những người khác khuyên họ sao già rồi mà còn học như vậy. Cho nên cái sự thật ra thì theo thầy thí thị, cái học của chúng ta là gieo cái duyên thông minh, là gieo cái duyên thông minh. Mà cái nhân mà thông minh á, thì chúng ta phải học, mà chúng ta không học là chúng ta thông minh. Cho nên ông ta già mà ông ta vẫn học, nghĩa là mình học rồi có lợi ích gì, để bữa mình chết rồi. Nhưng mà ông thấy rằng cái đời ông chết thì cái đời sau ông hưởng cái thông minh đó chứ sao. Còn bây giờ chúng ta lớn tuổi rồi, chúng ta tu tập thì lỡ mà chúng ta không được làm chủ sanh tử, thì ít ra chúng ta cũng giữ được cái tâm bất động của chúng ta, thì chúng ta cũng già một bàn, có gì đâu mà chúng ta mất mát đâu mà chúng ta là sợ. Cho nên không có mất thần đâu mà sợ. Còn bây giờ chúng ta không tu tập, chúng ta nằm nghỉ ngơi, chúng ta coi như một cái người mà hưởng dục lạc của thế gian này, con cái bây giờ lớn khôn nó lo lắng cho mình rồi, thì mấy con chỉ là nằm đó mà chỉ là đau khổ mà chờ chết. Cái thân của mấy con nó không để cho mấy con yên đâu, nghĩa là không đau như thế này cũng đau như chỗ khác. Cho nên mấy con tu tập là mấy con có phước lớn. Do đó bây giờ mấy con lớn tuổi rồi, nhưng mà mấy con còn nhiên mấy con giữ được cái lớp học này. Mà giữ lớp học này là buộc là mấy con phải đi tới nơi tới chốn, tức là phải đến cái sự rút ráo khả ngoài hoàn toàn, chứ không phải là tu mà chơi được. Nghĩa là một là chết, hai là chứng đạo, có gì thôi chứ không gì. Còn người trẻ, mấy con có còn cái trách nhiệm vụ rất lớn là mấy con còn cảnh giác, cái cảnh giác Phật Pháp. Mấy con còn cái công sức của mấy con phải dừng lại những gì cho đời sau, cho con cháu của chúng ta nữa mấy con. Bởi vì tiếp tục nhân quả nó diễn biến, nó sanh diệt, nó sanh mãi. Cho nên con người chưa bao giờ mà tận diệt đâu, chưa bao giờ mà cái hành tinh này nó tận diệt, nó không còn có nữa đâu, nó vẫn mãi mãi, nó không bao giờ hết đâu. Cho nên vì vậy mà các con phải nỗ lực tu để đem lại để dừng lại cái cách pháp của Phật, để giúp cho con cháu, để giúp cho những người sau, bao nhiêu thế hệ sau chúng ta, nó có một cái đường lối nó sống, nó có một cái đường lối nó đi, nó có một cái đạo đức nó sống, nó làm không làm của mình, của người, nó biến cái cõi thế gian của chúng ta thành ra thật cực lạc thiên đàng. Đừng để cho biến cõi thế gian chúng ta thành địa ngục mấy con. Hiện giờ là những giờ thầy nói thật sự là cõi thế gian chúng ta đang ở trong địa ngục, chứ chưa phải là thiên đàng. Người ta giết nhau, người ta cướp giật nhau, toàn là chúng ta thấy. Rồi người ta sống trong cái ô nhiễm của cái môi trường, lại gây bao nhiêu sự ô nhiễm thêm nữa. Đó là người ta biến cái cuộc sống của con người, của loài vật ở trên hành tinh này trở thành địa ngục thật sự. Vậy mà chúng ta hãy cố gắng mấy con, đừng nói để những cái sự sống trên hành tinh chúng ta trở thành sự u ám, đau khổ. Chúng ta phải cố gắng tu, không phải riêng lợi cho mình mà còn lợi cho mọi người nữa mấy con. Phải ráng. Ngày hôm nay mấy con đem công sức của mấy con là không phải riêng cho mấy con, mà còn có nhiều người người hiện tại đang sống với mấy con, và người sắp sửa tương lai thế thừa kế sự sống ở trên hành tinh này. Cho nên sự tu tập của chúng ta là sự lượng rất lớn. Chúng ta không phân biệt quốc gia, chúng ta không phân biệt màu da, thứ tóc, chỉ là sự sống trên hành tinh này thôi mấy con. Cho nên phải cố gắng, vì đạo Phật nó không có ranh giới, không có ranh giới con người Ấn Độ hoặc là con người Việt Nam hoặc là con người nào, chỉ là con người là phải có cái sống nó như vậy, nó đem lại hạnh phúc cho con người. Cho nên chúng ta biến không còn cái ranh giới của quốc gia, biến không còn ranh giới của màu da, chủng tộc, tiếng nói, mà tất cả con người đều thọ hưởng được cái sự giải thoát, cái sự an ổn này, cái đạo đức này. Cho nên chúng ta phải ráng cố gắng đem hết sức lực mình của con. Bởi vì thầy đem hết cái đời của thầy, mà thầy nỗ lực thầy tu, thầy nghĩ rằng cái công sức của thầy mà đem hết để làm sáng lại Phật Pháp ngày hôm nay, thì thầy mong rằng mấy con là những người thừa kế nối tiếp, đem công sức của mấy con không uổng đâu. Vì một mình mấy con mà bao nhiêu hàng vạn người trên hành tinh này lợi ích lắm. Một mình thầy phải làm sáng tỏ, hôm nay mấy con được ngồi đây nghe được chánh pháp, học được đạo đức làm người, không làm của mình của người. Đối với thầy thì nó rất nhỏ, đối với mấy con hiện giờ mà học được thầy thì quá nhỏ.
Nhưng các con làm được thì cả thế gian này quá nhiều mấy con. Một người nó chưa đủ, mà nhiều người thì nó sẽ phủ trùm cả không gian, đem lại hạnh phúc cho hành tinh của chúng ta. Hành tinh sống khó lắm mấy con. Có được một hành tinh sống như hành tinh chúng ta không phải dễ đâu mấy con. Đức cao như mấy con. Chúng ta yêu thương nó lắm mấy con. Đừng để nó tan hoài, đừng để nó tận diệt mấy con. Nó tận diệt biết bao nhiêu sự đau khổ trên hành tinh này sao. Cho nên mấy con phải ra. Thầy biết tu là khó, tu là khó là cực. Mấy con phải thức đêm thức khuya hơn là những người học sinh mấy con. Những người học sinh người ta học để lấy cấp bằng, người ta đi ra người ta làm được sao. Còn chúng ta học không những riêng để giải thoát cho chúng ta, mà giải thoát cho muôn người, đem lại sự bình an, hành tinh sống của chúng ta. Chúng ta yêu từng tấc đất, từng cây cỏ của sự sống trên hành tinh này. Cho nên chúng ta phải thương yêu rất thương yêu. Nhờ đó mà chúng ta thương yêu mọi người. Chính thầy thương yêu mà thầy còn ngồi đây là gì mấy con. Chứ nếu mà thầy không thương yêu chắc chắn là thầy đã đi lâu rồi mấy con. Cho nên vì vậy mà mỗi lần gặp thầy là mỗi lần sách tấn và khích lệ mấy con rất lớn trên con đường. Bởi vì thầy biết tu là khổ, tu là gặp nhiều cái khó khăn chướng ngại của nghiệp thân của mình, của nghiệp tâm của mình. Nó sẽ là con đường cản trở cho bước đi tiến tới của chúng ta. Cho nên mỗi lần có gặp khó khăn thì mấy con hãy gọi thầy. Lúc nào thầy cũng có bên các con để giúp cho các con vượt qua những khó khăn đó, làm cho cái niềm tin của các con vững chắc, làm các con không dao động trước những khó khăn đó. Chính thầy là người hỗ trợ những niềm tin đó, giúp mấy con vượt qua những nghiệp lực của mấy con. Ngày mai mới có tạo thành sự bình an trên hành tinh sống của chúng ta. Đó là chúng ta thương yêu nhau mấy con. Đến đây thì mấy con còn hỏi thầy được không mấy con? Để rồi mấy con sẽ tiếp tục tu về thất mà nỗ lực tu. Giờ làm định vô lậu thì mấy con ngồi tư duy cầm bút mà suy tư mà viết. Giờ tu chánh niệm tỉnh giác thì tập chính chắn từng bước đi mấy con, nhiệt tâm từng bước đi. Đừng tu lơ mơ mấy con, đừng tu lấy có mà tu thật tình, tu thật sự, tu để được giải thoát, tu để làm sống lại sự sống yên ổn bình an cho hành tinh của chúng ta. Đó là cái mục đích thầy gợi ý cho mấy con. Tu không phải vì mình đâu mấy con, mà vì nhiều người khác, trong đó có mình. Phải nỗ lực, đừng có lười biếng nữa, phải siêng năng. Mỗi lần mà có lười biếng thì mấy con nhớ những lời thầy, thì mấy con sẽ không lười biếng đâu mấy con. Nhớ kỹ, phải tin rằng những lời lệ và sách tấn của thầy nó là cái sức mạnh vô giá, cái sức mạnh thần lực để giúp cho mấy con vượt qua những cái khó khăn của bản thân của mấy con. Bây giờ mấy con còn hỏi thì không, để rồi chúng ta tiếp tục để mà tu tập.